trở thành người tối cổ hay là người hiện đại, kiểu idol trong lòng bàn tay hay chỉ chém gió. Ngày hôm nay, Nhanh Chí Gọi đã đem đến 1001 thử thách đi tìm YouTuber bí ẩn hoàn toàn mới. Mình đã mất 90-81 giờ để làm video này, còn bạn chỉ mất 1 giây để ấn đăng ký kênh và bắt đầu thôi. Có một chị YouTuber nào sợ chưa nổi tiếng, đã sợ bị mẹ đánh cho như tử đây nhỉ? Nhưng mà chưa kịp nổi tiếng ấy, ta đã bị mẹ ta đánh cho như tử rồi. Chúng mày ơi, hay là để chiều quay tiếp nhá. Chị Yến Dương ơi, mê quay YouTube không nấu cơm, mẹ biết, mẹ buồn đó. Nhưng mà chưa kịp nổi tiếng ấy, ta đã bị mẹ ta đánh cho như tử rồi. Chúng mày ơi, hay là để chiều quay tiếp nhá. Bị mẹ đi tìm vì không cắm cơm, không biết chị Yến Dương đã núp vào một trong ba bụi cây nào rồi ta? Các bạn siêu quá đi, chị Yến Dương trốn kỹ quá làm các em không nhìn thấy gì hết. Tiếp theo sở chi mơ nổi tiếng trên YouTube nào đang nói nhỉ? Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. Chúa tể meme gọi tên anh Độ Misi, anh ấy có bao nhiêu meme thì Nhanh Chí Gọi thực sự không đếm nổi. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. Vậy bạn có biết meme nào dưới đây không phải của anh Độ Misi không? Ui, kinh thế, hiểu biết thế. Wow, amazing. Đẹp này, 10 điểm, chốt luôn này, cộng 1 respect. Sợ quá, phải ban nó thôi. Bạn nào tìm ra được đáp án thì của thật siêu cao thủ, vì cả ba đều là meme của anh ấy. Ai chọn sai thì anh Độ Misi có lời nhắn nhủ đến các bạn nè. Cay, ê, lêu cay. Những lúc khó xử thế này thì các anh em trả lời sai chỉ biết nói. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Anh em có biết ai đang nói lên nỗi lòng giúp mình không? Meme huyền thoại của ông Nguyễn Hữu Đa đây mà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Giả sử ông Đa có một người em, khi ông Đa 6 tuổi thì gấp đôi tuổi của người em. 2000 years later. Vậy bây giờ ông Đa 70 tuổi, thì người em của ông ấy bao nhiêu tuổi? Ông Đa chỉ hơn em của mình 3 tuổi, nên khi ông 70 tuổi thì chắc chắn em của ông 67 tuổi rồi. Tiếp theo là giọng nói vô cùng quen thuộc của một game thủ vô cùng hài hước. Sẽ đến một cái vùng biển rất là đáng sợ để toàn cá quái vật để đi câu xem được con cá ăn như thế nào nhá. Anh Bê Quy Thành cùng giọng nói không còn xa lạ gì nữa, nhưng ai đoán ra thì cũng siêu đấy, xứng đáng một tràng vỗ tay. Sẽ đến một cái vùng biển rất là đáng sợ để toàn cá quái vật để đi câu xem được con cá ăn như thế nào nhá. Nhắc đến vỗ tay, anh Sở Chimmer siêu nổi tiếng này có meme huyền thoại vỗ tay vui lắm đây. Ai biết anh ấy không? Vỗ tay! Anh Kiều Kiều cực kỳ hài hước đây mà. Hiện giờ anh ấy đang là một chiến thần live show chim bán hàng đó. Vỗ tay! Anh YouTube tiếp theo sở hữu một kênh YouTube thử thách, xem hơi bị giải trí đấy. Chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục cái series cắm trại 2 tim, 1 sao với 10 sao. Hello anh Lâm Vlog, sao video nào của anh với team chơi các thử thách cũng cuốn như cuốn em vậy ta? Chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục cái series cắm trại 2 tim, 1 sao với 10. Bạn thích series thử thách nào nhất của anh Lâm Vlog? Series nào cũng hay, cũng gây nghiện hết, thật là khó lựa chọn. Bạn thấy series nào đỉnh của chóp nhất? Bình luận giới thiệu cho các anh em khác tài view cùng nha. Một YouTuber chuyên làm các video nấu ăn trên YouTube đang làm chú tắc kè hoa trong bức ảnh sau. Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa. Ai mà bí ẩn vậy nhờ? Ôi bà Tân về lắm, cháu nhìn mãi mới ra đó là bà Tân đó nha. Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa. U là trời, bà Tân đu trên cài hoa lên tóc nhìn cưng xỉu luôn á. Khoan đã, bạn có biết ai đu trên cài hoa lên tóc đỉnh nhất không? Đào Lê Phương Hoa.
Phương Thảo. Ôi, thật là khó chọn quá đi. Ai chọn chị nào? Bình luận theo biểu tượng bên cạnh hình các chị ấy nhé. Nãy giờ toàn những câu nói hài hước. Nhanh trí và cần tìm chủ nhân của câu nói triết lý này. Ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tấu hài giỏi nhưng cứ thở ra câu nào triết lý là lại vai rủ câu đấy. Ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Đây cũng là một câu vô cùng nổi tiếng của một anh diễn viên trong gãy TV nè. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? À! Hiểu gãy TV đây mà. Câu này của anh thì có ai mà không biết nữa chứ. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? À! Vẻ bề ngoài không quan trọng, nhưng Nhanh Trí quay quyết hơn thua với chị ruột Nhanh Trí. Hello. Theo bạn ai đẹp hơn, chị Nhanh Trí? Em Nhanh Trí quay. Đầu lòng hai à Tố Nga, Nhanh Trí là chị, em là Nhanh Trí Goi. Bạn chọn ai xinh hơn? Chị phải nhường em, nên Nhanh Trí Goi phải xinh hơn chứ nhỉ? Nhanh Trí Goi bắt gặp một chị yên thủ siêu nổi tiếng hôm nay thử tài làm gì vui đồ ăn. Ai đây ta? Mình đã quyết định là ăn bún đậu ở ngoài Hà Nội. Xem nó khác gì trong Sài Gòn khi mà mình ăn. Xin chào chị Yumi. Chị ấy hôm nay bỏ game đi review món ăn Hà Nội nè. Mình đã quyết định là ăn bún đậu ở ngoài Hà Nội. Xem nó khác gì trong. Tôi muốn ăn thử. Đúng rồi. Không. Đây là anh nào đó đi cùng. Muốn chị ấy bón cho ăn mà không được đây nè. Đây là cái thẻ bài mà hồi các bạn nhớ mà mình đi coi phim mà mình mua được không? Bây giờ để coi Yummy, cái độ may mắn của Yummy. Anh Minh chơi game Minecraft rất giỏi. Nhưng Sukarna bị chị Yumi ăn hết đồ ăn đây mà. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hi Ha và Yumi. Một nam ca sĩ nổi tiếng đang sắp quẩy búng nóc trên sân khấu. Bạn đoán ra anh ấy chứ? Say oh yeah. Say oh yeah. Chính là anh Sơn Tùng MVP. Có thể bạn chưa biết, anh ấy là ca sĩ Việt Nam có nhiều người đăng ký nhất YouTube với 11 triệu người đấy. Vậy bạn có biết bài hát anh ấy đang nhảy tên là gì không? Anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Trên này đừng làm trái tim anh đào hót dần dần trên mạng. Người người nhà nhà đu theo. Ai mà không biết anh em nhỉ? Thì anh xin chết vì người anh thương. Tất cả hãy trật tự, nghe giọng nói xem thám tử nào đang phá án. Được xếp ngay ngắn. Chứng tỏ hung thủ là một người kỹ tính, cầu toàn và không làm nghề lao động tay chân. Thám tử xe lốc Huy, hay anh nhục cá Huy Idol đây mà. Chứng tỏ hung thủ là một người kỹ tính, cầu toàn và không làm nghề lao động tay chân. Toàn những vụ kỳ án hóc búa mà anh ấy vẫn giải mã được. Vậy bạn có thể trở thành thám tử như xe lốc Huy, cùng thử tài xem nhé. Một tù nhân trốn thoát dù ở tầng trên cùng của tòa tháp cao 50m. Hắn có một sợi dây thừng nhưng chỉ dài 25m. Nếu nhảy từ độ cao 25m xuống đất, hắn sẽ toi đời. Vậy hắn đã tẩu thoát bằng cách nào? Bất ngờ chưa? Tên tù nhân đã cắt dọc theo chiều dài sợi dây để có hai sợi dài 25m. Sau đó buộc lại, nhờ đó có thể trèo xuống mặt đất an toàn. Các bạn nghe thấy gì không? Có tiếng chị nào đó vừa ngủ dậy đã la thất thanh vì bị mất đồ. À, chớp chớp đâu rồi? Rõ ràng đây là hôm qua ấy, mình còn đặt chớp chớp ở đây.
la của chị Hà Sam vì đang mất bạn Chớp Chớp. À, Chớp Chớp đâu rồi? Rõ ràng là hôm qua mình còn đặt Chớp Chớp ở đây cơ. Các bạn ơi, tìm bạn Chớp Chớp đang ở đâu giúp chị Sam với. Bạn đúng là truyền nhân của thám tử Selocky, Martingale. À, Chớp Chớp đây à các bạn ơi. Hóa ra là cậu ấy đang bị mắc kẹt trên cây. Phải cử mô hình trực thăng lên cứu cậu ấy thôi. Giọng nói đặc trưng của các nhân vật YouTuber bí ẩn nhưng quen thuộc nào đây nhỉ? Mấy anh em mình sẽ thực hiện một cái series đó chính là Sinh tồn bằng tay không cho tất cả các bạn cùng xem. Tin đông đảo của kênh Anh Ba Phải TV đây các bạn ơi. Mấy anh em mình sẽ thực hiện một cái series đó chính là Sinh tồn bằng tay không cho tất cả các bạn cùng xem. Đây là giọng nói của một YouTuber đang hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc kênh của mình đạt được 10 triệu người đăng ký. Khô mắt là nhỏ. Nhỏ thêm, nhỏ vô liền. Anh Tony TV đang đỏ mắt đợi người thứ 10 triệu. Khoảnh khắc không phải ai cũng có được. Khô mắt là nhỏ. Nhỏ thêm, nhỏ vô. Bạn thích series nào nhất trên kênh của anh Tony TV? Series nào cũng hay, cũng gây nghiện hết. Các bạn lựa chọn dùng nhanh trí gọi đi. Hãy mau tạo ra dòng kết giới, nhốt con quái vật này lại đi. Áo giáp của siêu phàm. Thì anh xin chết.